Việt Nam trên đường chúng ta đi, nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó, nghe sóng biển lầm vang xa tận tới chân trời, nghe ấm lòng những khi đang dồn bước, mà vui sao ta chẳng nói nên lời. Nhớ linh xưa. Đắm cho để dài tóc, đắm cho để đen răng, đắm cho nó chức luân bất phản, đắm cho nó phiến giáp bất hòa, đắm cho sử thi Nam Quốc anh hùng chí hữu chủ. Quyền tiến là niềm tự hào của các thế hệ Việt Nam. Các thế hệ trẻ luôn tự hào tiếp bước truyền thống của một dân tộc anh hùng, sáng ngời lý tưởng độc lập tự do. Thần tốc, ngựa phi, thần tốc, quân đi, thần tốc, ngựa phi, thần tốc, quân đi theo cờ bay. Theo bóng cờ bay cờ Tây Sơn vẫn quay bước quân đi dẫm đôi tung sau quân. Áo vải cờ đào biên trong trận quang trung, tiên quân lên đường đi bảo vệ non sông. Ngựa phi, quân đi, ngựa phi phi nước đại, quân đi ngày đêm không dừng lại. Đường xa gió hát những cánh đồng bát ngang, chào quê hương. Mến chào Nghệ An thân yêu, ta ra Thăng Long mở hội
sơn bấm phơi bước quân đi dẫm đôi tung dao buôn vui đường áo vải cờ đào tiên trong trận quang trung tiến quân lên đường đi bảo vệ non sông ngựa đi quân đi ngựa phi phi được đại quân đi ngày đêm không dừng lại đường xa gió hát những cánh đồng bát ngát chào thăng long chào xuân tung tung cỏ đông đa người sang mặt hồ gươm lung linh non sông thân yêu đất mẹ anh hùng một quả lưu truyền danh tướng sĩ quang trung đất nước thanh từng bao khúc nhạc sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là động lực và sức mạnh cho toàn quân và dân nhiều thế hệ vượt qua bao gian nan thử thách trên con đường bảo vệ và dựng xây đất nước hướng về ngày mai tươi sáng của dân tộc. Vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài nhất, gian khổ nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, góp phần vào niềm tự hào chung ấy. Chiến thắng 31 tháng 3 năm 1975, giải phóng hoàn toàn tỉnh Bình Định, cũng mãi mãi ghi vào lịch sử của dân và quân tỉnh nhà, tựa một bản hùng ca sáng lạn muôn đời.
cho muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay, rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi vững tin, đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng. Là nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông, rào rực sao hôm nay Bác vui với hội toàn dân. Thành Đồng ơi sắt son, đã vang cái hoàn vui hạnh phúc vô biên. Hát nữa đi em những lời yêu thương. Sông núi hiên ngang, ta muốn reo vang hát ca muôn đời Việt Nam, tổ quốc anh hùng. Ôi quê hương dẫu bao lần giặc phá điêu tàn mà vẫn hoan hường, dành một ngày toàn thắng đẹp quá. Đời rực sáng nhưng ánh mắt lấp lánh, ta muốn ôm hôn môi tơ đất quê hương, ta muốn ca vang bước chân những người chiến sĩ giải phóng kim cương. Đang những một người là đóa hoa đời tươi thắm thiết thời, đẹp niềm tin mãi mãi tổ quốc muôn đời trọn vẹn ca non sông thống nhất rạng rỡ Việt muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay, rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi vững tin, đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng. Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông, rào rực sao hôm nay Bác vui với hội toàn dân. Thành Đồng ơi sắt son, đã vang cái hoàn ôi hạnh phúc vô biên. Hát nữa đi em những lời yêu thương. Hồi toàn thắng nao nước đất nước, ta bay lên xây ngắm sông núi hiên ngang, reo vang hát ca muôn đời Việt Nam, tổ quốc anh hùng. Ôi quê hương dẫu bao lần giặc phá điêu tàn mà vẫn hoan hường, dành một ngày toàn thắng đẹp quá. Đời rực sáng nhưng ánh mắt lấp lánh, ta muốn ôm hôn môi tơ đất quê hương, ta muốn ca vang bước chân những người chiến sĩ giải phóng kim cương. Đêm hoa đang những mùa là đóa hoa đời tươi thắm thiết thời, đẹp niềm tin mãi mãi tổ quốc muôn đời trọn vẹn ca non sông thống nhất rạng rỡ Việt Nam, rạng rỡ Việt Nam. Hồng Ánh và Bình Minh xin được trân trọng kính chào quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý vị khán giả cùng các bạn trẻ đang theo dõi chương trình Khát vọng trẻ lần thứ 9 ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống trong những ngày tháng hân hoan của tháng 3, khi sắc xuân vẫn còn chưa phai trên mọi nẻo đường và trong lòng của mỗi người, khi cả nước đang hân hoan chào đón những ngày lễ lớn của cả dân tộc. Và chương trình Khát vọng trẻ lần thứ 9 vui cùng hân hoan hội ngộ với tất cả quý vị khán giả thân thương tại miền đất võ anh hùng Bình Định.
Kính thưa toàn thể quý vị, chương trình Khát vọng trẻ, một chương trình thương hiệu nghệ thuật dành cho người trẻ của Báo Thanh Niên đã qua 8 lần tổ chức, đã trở nên thân thiện với khán giả trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Và hôm nay lần đầu tiên Báo Thanh Niên phối hợp cùng với tỉnh đoàn Bình Định tổ chức chương trình Khát vọng trẻ lần thứ 9 đến với thành phố biển Quy Nhơn nhằm kỷ niệm 40 năm giải phóng Bình Định và cùng cả nước hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày miền Nam hoàn toàn thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2015. Và đây là một hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931 và 26 tháng 3 năm 2015. Chương trình do tỉnh đoàn Bình Định và Báo Thanh niên tổ chức phối hợp cùng công ty truyền thông và giải trí Legato thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình đang diễn ra tại quảng trường trung tâm tỉnh Bình Định và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời được tiếp sóng trên các kênh truyền hình LED Việt VTC9, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Định BTV. Và đến tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính giới thiệu có hiện diện của quý vị khách quý. Trân trọng giới thiệu có hiện diện của bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Trân trọng giới thiệu Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Xin được trân trọng giới thiệu có hiện diện của ông Nguyễn Văn Thiền, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Và xin trân trọng giới thiệu đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Bình Định, các tỉnh thành khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, cùng lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh và đông đảo bà con của Bình Định. Kính thưa toàn thể quý vị, với chủ đề Hào khí xuân đất võ, chương trình gồm 2 phần. Phần 1 gồm 3 chương. Chương 1 với chủ đề Xuân Khải Hoàn gồm những ca khúc hào hùng thể hiện hào khí của dân tộc từ bao thế hệ, từ mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789 đến với chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa, đến mùa xuân Đại Thắng năm 1975 với chiến dịch Hồ Chí Minh và xuân nay trên đường hội nhập và phát triển. Và chúng ta vừa đến các tiết mục Hành binh thần tốc, một sáng tác của nhạc sĩ Vĩnh An, Đường chúng ta đi, nhạc Huy Du, lời thơ Xuân Sách, Đất nước trọn niềm vui, sáng tác Hoàng Hà. Các tiết mục do các nghệ sĩ, ca sĩ Trọng Tấn, Quý Bình, nghệ sĩ nhân dân Minh Ngọc và các diễn viên, vận động viên, võ sĩ đến từ các vũ đoàn ABC, Phương Việt, Nhà hát Tuồng Đào Tấn, Trung tâm Võ thuật Cổ truyền Bình Định và các bạn sinh viên của Đại học Quy Nhơn tham gia biểu diễn. Và sau đây, xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng với lên sân khấu để có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Định. Kính thưa đồng chí đồng bào, thưa toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên thân mến. Hôm nay tôi rất vui mừng được đến tham dự chương trình Khát vọng trẻ lần thứ 9 do Báo Thanh niên phối hợp với tỉnh đoàn Bình Định tổ chức trên quê hương người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định, tiến tới kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí
tới toàn thể đồng bào, đồng chí và các bạn đoàn viên thanh niên tình cảm thắm thiết và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa đồng chí đồng bào và các bạn thân mến, trong suốt quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tỉnh Bình Định luôn là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào cách mạng. Từ sau ngày giải phóng đến nay, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bình Định không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu đưa tỉnh nhà từ một tỉnh nghèo còn nhiều khó khăn trở thành một tỉnh có thu nhập bình quân đầu người ở mức khá. Với lợi thế là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung Tây Nguyên, những thành tựu quan trọng của tỉnh trong suốt 40 năm qua đã có sức lan tỏa, kêu gọi các nhà đầu tư ở trong nước và ngoài nước đến với đất võ, đến với nền văn hóa Sa Huỳnh Chuông Xe, đến với mảnh đất của văn chương thi ca cách mạng bất diệt để tạo nên một Bình Định phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tỉnh nhà xứng đáng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh trong dịp này. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bình Định đã đạt được trong những năm qua. Kính thưa đồng chí đồng bào và các bạn, trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, mừng những thành tựu đổi mới của đất nước, với tinh thần ngày 30 tháng 4 bất diệt, hòa chung và nhịp đập của trái tim cả nước, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, rèn luyện đến nay tròn 84 tuổi. Lớp lớp thanh niên Việt Nam đã không tiếc máu xương tuổi thanh xuân của mình mà đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần, đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2015, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chọn chủ đề Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng. Trong tình cảm của tuổi trẻ Việt Nam, tôi yêu Tổ quốc tôi đã tạo nên một sắc xuân của đoàn, của Hội Liên hiệp Thanh niên, của Hội Sinh viên ở tuổi 84 đầy sinh lực, đặng góp phần thiết thực để thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với vai trò trách nhiệm trong việc lãnh đạo rèn luyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thế hệ trẻ được cống hiến và trưởng thành. Trước mắt, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 12 của Đảng, chúng ta hãy cố gắng đảm bảo cơ cấu cấp ủy về tuổi trẻ như chỉ thị 36 của Bộ Chính trị đã đề ra. Trong hào khí Xuân Đất Võ, chương trình Khát vọng trẻ lần thứ 9 hôm nay, tôi tin tưởng vào sự thành công của chương trình sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ tỉnh Bình Định nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung về hoài bão, về ước mơ, về khát vọng của tuổi trẻ để cống hiến tài năng, trí tuệ, sức trẻ của mình cho quê hương, cho đất nước. Cuối cùng, tôi xin kính chúc toàn thể các quý vị đại biểu, chúc đồng chí, đồng bào và các bạn thanh niên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu của bà Hà Thị Kiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Kính thưa quý vị, Khát vọng trẻ lần thứ 9 đến với quý vị một cách trọn vẹn. Đó là một phần nhờ sự chung tay của rất nhiều đơn vị, các cá nhân luôn đồng hành với báo Thanh niên và Tuổi trẻ Bình Định trong việc hỗ trợ hoạt động xã hội hóa và đặc biệt là sự góp sức của tất cả những nhà tài trợ.
Và sau đây, xin trân trọng kính mời đại diện của các nhà tài trợ cho chương trình Khát vọng trẻ lần thứ 9 cùng bước lên sân khấu để nhận những bó hoa tươi thắm của ban tổ chức thay lời cảm ơn chân thành nhất của chúng tôi. Xin được trân trọng kính mời đơn vị tài trợ bạc, ông Nguyễn Tấn Anh, Giám đốc truyền thông công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, ông Lê Ngọc Lâm, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV. Và đại diện của các đơn vị tài trợ đồng, bà Nguyễn Như Xuân Trang, phụ trách truyền thông công ty cổ phần đầu tư địa ốc Nova, ông Nguyễn Hữu Tài, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tài chính công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư địa ốc thành phố, ông Lý Quốc Việt, Giám đốc chi nhánh Bình Định, công ty cổ phần ô tô Trường Hải, ông Phan Huy Khang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Thương tín Sacombank. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Quang Thông, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh niên. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Minh Chiết, Tỉnh ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định lên trao hoa cho các nhà tài trợ. Xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Hồ Quốc Dũng, ông Nguyễn Quang Thông và ông Nguyễn Minh Chiết và đại diện các nhà tài trợ. Kính thưa quý vị, hòa trong không khí mùa xuân của cả nước, mừng Đảng quang vinh, mừng quê hương đổi mới, Quy Nhơn Bình Định hôm nay đang bước vào một mùa xuân với bao niềm tự hào, quyết tâm và đầy khát vọng cho một Bình Định đổi mới và phát triển. Và bây giờ, kính mời tất cả quý vị đến với tiết mục Mùa xuân Quy Nhơn, Mùa xuân Bình Định, Xác tán dân huyền qua giọng ca của Đức Tuấn và Vũ đoàn ABC Đại học Quy Nhơn cùng phối hợp biểu diễn. Ta hát cùng Bình Định câu ca hân hoan, dải đất hiên ngang bao la xứ dừa, gợi lên muôn nguồn thơ. Bình Định ơi, nô nức hôm nay đồng lúa reo, bên hàng dừa nhạc hòa theo. Bình Định ơi, sông núi biên trời hòa nhịp nơi nơi, xây cuộc đời mới. Từ thành phố nhìn bụi em chim yến bay về làm tổ thêm say, hùng vĩ tháp Chạm cờ giải phóng. Tiếng chào cửa biển Quy Nhơn thân thương, thành phố kiên trung hiên ngang, tháp Chạm hùng vĩ trên đất miền Nam. Cửa biển ơi, chim yến nghiêng trao mừng chiến công, thêm rộn ràng mặt biển Đông. Cửa biển ơi, năm tháng mong chờ, hẹn ngàn ước mơ bây giờ đã tới. Trời bừng sáng, biển giải phóng nghe sóng tâm tình, lòng người lâng lâng, giữa đón gió lành đẹp trong nắng.
tiếng chào cửa biển. Quý nhân thân thương, thành phố kiên trung hiên ngang, tháp chạm hùng vĩ trên đất miền Nam. Cửa biển ơi, chim yến nghiêng chào mừng chiến công, thêm rộn ràng mặt biển Đông. Cửa biển ơi, năm tháng mong chờ, hẹn ngàn ước mơ, bây giờ đã tới. Trời bừng sáng, biển giải phóng nghe sóng tâm tình, lòng người lâng lâng. Giữa đón gió lạnh, đẹp trong nắng xuân. Trời bừng sáng, biển giải phóng nghe sóng tâm tình, lòng người lâng lâng. Giữa đón gió lạnh, đẹp trong nắng. Về miền Trung thăm người em, nắng mưa đêm ngày cách trở chờ xa xôi đôi đường. Người ơi, có về miền quê hương, tuy dương nước chảy còn vương bao niềm thương. Cho nhắn đôi lời, dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là. Bên người đẹp trắng soi đêm trường và nhớ tiếng hò ngoài phương lâu, chiều nào ước hẹn đẹp duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu em ơi, chờ anh về, đừng cho năm tháng xóa mờ thương. Vắng lạnh lòng trái đi ngang ngương, mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng hương núi ngự còn thông reo chiều buông, tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên người đẹp trắng soi đêm trường và nhớ tiếng hò ngoài vẫn lâu, chiều nào ước hẹn đẹp duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu em ơi, chờ xóa mơ thương nhớ.
vắng lạnh lòng trái đi ngang phương. Mỗi khi sương chiều gió nhỏ buồn hoang nơi phố phường, người ơi nếu con vẫn trắng say dòng hương núi ngủ còn không theo chiều hương, tôi vẫn còn không gieo chiều buồn, tôi vẫn còn xin được cảm ơn giọng ca đầy cảm xúc Lệ Quyên đã đưa chúng ta đến với miền Trung yêu thương qua ca khúc Thương về miền Trung rất quen thuộc của nhạc sĩ Châu Kỳ. Kính thưa quý vị, quê hương Bình Định, quê hương đất võ trời văn sẽ tiếp tục được thể hiện trọn vẹn qua phần 2 của chương trình với chủ đề Bình Định đất võ trời văn, gồm nhiều tiết mục đề cao giá trị quê hương Bình Định như muốn khẳng định vai trò xung kích của người trẻ Bình Định hôm nay chung tay xây dựng đổi mới quê hương và đất nước. Vâng, đất trời đã dành cho Bình Định một dấu ấn riêng nên sắc bảy thiên nhiên vô cùng ngoạn mục, phong cảnh hữu tình, non nước trời biển nơi đây như hòa quyện vào nhau, tạo thành một dáng vẻ rất riêng, khó tả hết bằng lời. Và kính thưa quý vị, trong tâm thức của những người con Bình Định thì không nơi nào đẹp bằng chính quê hương của mình. Và để chia sẻ tình cảm thiêng liêng này, kính mời quý vị hãy ghé đến Bình Định quê hương tôi qua một sáng tác Bình Định quê hương tôi, thơ Trung Hải, nhạc Thanh Tịnh qua giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ Vân Khánh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Suối nước nóng nơi hồi vân
lặng nghe câu hò miền Trung, ngồi nghe sông nước thì mài, nghe mưa của hạt mặt cứng sau lòng sao xuyến tim ta bồi hồi. Nàng tình biến quê hương đã cho ta biết bao kỷ Bình Định ơi, truyền kể năm xưa nên dặm thiên đường, quê hương ta trẻ già trai gái cũng đứng đều lên, ghi chiến công hiển hách lây lừng, bao tấm gương thôn xã anh hùng là một phước sơn hay, cát sơn căn cứ địa lừng danh. Bình Định trường sương bay và cánh đồng xanh, nghiêng non thơ với chiếc áo dài, chân bước nhanh đi đến mái trường, trọn tình thủy chung cùng với quê hương Bình Định ơi. Xuân đi tạo mồ xuân ở nơi quê hương Bình Định, ghé thăm ngọn đồi gánh rác có hàm mặc tư an nghĩ muôn đời, bồi hồi gió reo ca những áng thơ chứa chan tình yêu. Ngày xuân du lịch miền Trung cùng đi bãi tắm Hoàng Hậu, hay đi về chợ Đầm Đá mới buồn bán tâm hồn, lặng im cánh tiên bay ở xa xa tháp cánh tiên đẹp sao. Bình Định ơi, đẹp biết bao nhiêu thắng cảnh quê mình, nghe vui sao tiếng gà gáy sáng ở những làng thôn, nghe tiếng ngân nga với câu hò bình yên. Bình Định ơi, truyền nghe sang trang nay ở quê mình đang chăm lo những người nghèo khó và lớp mầm non, xoa bớt nỗi đau của con người, giang cánh tay ra đón cuộc đời, trọn tình thủy chung một thời nhớ mong.
bạn bè ai nhớ ai quên, tiếc thương một thời nông nổi. Phố biển như chim tìm về lối cũ, dáng hình trường xưa kỷ niệm chợt ngỡ. Xin được cảm ơn ca sĩ Thụy Vân, giải nhất cuộc thi tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 98, một người con của Bình Định, qua ca khúc Quy Nhơn Ngày Trở Lại, thơ Ngọc Toàn, nhạc Văn Phượng. Kính thưa quý vị, Bình Định vẫn tiếp nối bao đời, sinh ra và hội tụ anh tài trong rất nhiều lĩnh vực, và cho đến ngày hôm nay vẫn tiếp nối bao người con Bình Định thành danh trong rất nhiều lĩnh vực, làm rạng danh quê hương, cống hiến tích cực cho xã hội và cho đất nước. Xin mời quý vị cùng đến với không gian vui tươi, rộn rã của nông thôn Việt Nam ngày mùa để hòa chung với niềm hạnh phúc của người nông dân Việt Nam hôm nay qua ca khúc Cánh Lúa, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, qua phần song ca đặc biệt của hai người con Bình Định, ca sĩ Cẩm Ly cùng cô học trò quán quân giọng hát Việt Nhí 2014, bé Nguyễn Thiện Nhân. Quang gánh nặng vai, trời vơi trời vơi gánh
trong lúa mênh mông, lúc trời mà giáng đông giáng đông, bóng người thấp thoáng cuối đường thanh vắng, bước đều mà quang gánh nặng vai. Trời vơi gánh lúa, trời vơi dân làng mà làng ơi, tiếng người ơi hoa làn nắng mới, vui chân đi tới phiên chợ mai. Gánh 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 thóc về, gánh 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 thóc về, gánh thóc về gánh thóc về, gánh về gánh về gánh về gánh về. Cẩm Ly và giọng hát Việt Nhí 2014 Bé Thiện Nhân. Kính thưa quý vị, Bình Định cũng là vùng đất được nhắc đến nhiều với nền võ thuật, gắn liền với sự nghiệp huân công của các anh hùng hào kiệt và đã hòa quyện với đời sống của người dân Bình Định trong lao động sản xuất, trong sinh hoạt hội hè, bằng hữu giao bôi chiến thù. Nói về Bình Định là chúng ta nghĩ ngay đến hình tượng ai về Bình Định mà coi con gái Bình Định bỏ roi đi quyền. Vâng, kính thưa quý vị, đã là người Việt thì ai cũng tự hào về lịch sử thời Tây Sơn, thời đã sinh ra với anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ. Nét đặc biệt nữa của thời này là nền văn học chữ Nôm ra đời, tạo nên một dòng thơ ca mang sắc thái riêng biệt đầu tiên của người Việt Nam. Và trong nguồn thơ ca ấy có một mảng rất đặc biệt, đó là nguồn thơ ca trong võ thuật, còn gọi là thơ võ. Và với quan niệm văn võ tương hòa, văn thiếu võ, văn thành nhu nhược, võ thiếu văn, võ trở bạo tàn, võ văn hai chữ tương quan, lục thao tam lược, đứng hàng hùng anh. Và roi Thái Sơn là một bài roi chiến rất nổi tiếng trong các làng võ Bình Định, sử dụng côn pháp lấy những yếu tố kỹ thuật của một số loài vật làm căn cơ, mô phỏng động tác do tổng hợp sức mạnh và động tác của nhiều loài thú, nên bài roi Thái Sơn hết sức biến ảo. Bài roi Thái Sơn được tuyển chọn trong Hội nghị chuyên môn võ cổ truyền Việt Nam năm 1993 và làm bài quy định quốc gia, đưa vào hệ thống tập luyện và thi đấu trên toàn quốc. Kính mời quý vị thưởng thức những đường roi tuyệt hảo của 40 nữ võ sinh thuộc Trung tâm Võ thuật Cổ truyền Bình Định qua giọng ngâm thơ của nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo và đội trống nhà hát tuồng Đào Tấn.
đồng tâm thuận thế giáng dân biên. Tấu độc thố trưng son hoành giáng kiếm, linh miêu mai phục tấn thích ngư, thừa châm bố địa khai công thức, hồi tiểu kim kê đã trung lang, phi phong tố võ khai ngư giáp, tiểu tử tam phiền giá mã an, bái tổ sư lập như cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo và Trung tâm Võ thuật Cổ truyền Bình Định. Kính thưa quý vị, ở chương 3 được mang tên Khát vọng ngày mới. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của những người trẻ Việt Nam hôm nay qua những phấn đấu, hoài bão, ước mơ của họ, qua những niềm tin và khát vọng có định hướng của họ để cống hiến vì một ngày mai tươi sáng của một xã hội và đất nước. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức các tiết mục Ngày mới sáng tác Anh Tuấn, lời rap Carriage qua phần trình diễn của nhóm MTV cùng rapper Carriage, Beatbox, nhân võ DJ Quang. Và xin chào sáng tác Đức Trí qua giọng ca của ca sĩ Quốc Thiên, cô gái Việt sáng tác Lê Minh Trung qua sự trình bày của Phương Vi và Ước mơ tôi của nhạc sĩ Đức Trí với sự thể hiện của Nu Phước Thịnh. Xanh đón chào, nào mình cùng tung đôi cánh để những ước mơ vút bay, để những khát khao mãi dâng đầy. Nào mình cùng chung cánh tay để cuộc sống mãi xanh tươi, người người ngập tràn hạnh phúc ấm no đến muôn nhà. Na 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 na, giang tay đón một ngày ngập tràn ánh nắng. Na 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 na. Đẹp trong mọi người khi con tim yêu thương biết sẻ chia, những lúc sóng gió lúc khó khăn ta luôn vượt qua khi bên nhau. Phút giây này thật đẹp trong mọi người khi mọi người đều sống biết thứ tha, ta luôn mang cho nhau niềm vui mới khi ta trao nhau những vui cười. Phút giây này thật đẹp trong mọi người khi con tim yêu thương biết sẻ chia, những lúc sóng gió lúc khó khăn ta luôn vượt qua khi bên nhau. Phút giây này thật đẹp trong mọi người khi mọi người đều sống biết thứ tha, ta luôn mang cho nhau niềm vui mới khi ta trao nhau những vui cười. Yeah!
nhạc được coi như không quan trọng là thế sau nhưng cũng vẫn thế cùng đồng tâm cùng vững bền mình cùng đi lên đi đi lên tất cả cùng đi lên 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 Việt Nam 2015 chúng ta cùng phấn đấu Nam anh chung một lòng làm việc tích cực không ai tạo tiếng xấu vì quê hương đất nước coi khó khăn ta cũng ngày đương đầu muốn gì ta làm muốn gì ta làm trẻ đâu có bao lâu thôi không ngờ ta chấp cánh mơ tiến xa từ cuộc sống tươi đẹp hơn cà phê cho buổi sáng. Xin chào phố phường quen, chào những con đường đã theo tôi cùng bao buồn vui cùng tôi lớn. Xin chào nơi quán quen một sớm tôi ngồi có bao người bạn bè thân mến vừa mới quen. Xin chào cô hàng bao ngã tư đường chú xe ôm nụ cười thân quen đầu con phố. Xin chào em sáng nay giăng hoa tươi cười đã cho tôi một ngày tươi mới đã biết bao. Đôi chân tôi được đi đến bao nơi rồi, đến thăm người thân quen và người chưa quen ở nơi nơi. Những ánh mắt gợi lên biết bao vui buồn vẫn như còn trong tôi và điều chưa nói để thiết tha. Dành cho tôi một vài giây phút nao lòng, buồn cho những cuộc đời chưa vui. Đời vẫn thế nào ai lo hết cho ai, cười lên thôi và đón ngày vui rồi sẽ tới. Xin chào phố phường quen, chào những con đường đã theo tôi cùng bao buồn vui cùng tôi lớn. Xin chào nơi quán quen sáng nay đâu rồi, có một người bạn bè thân mến mình đã quen. Xin chào cô hàng bao ngã tư đường chú xe ôm nụ cười thân quen giờ đi vắng. Vẫn là em sáng nay giăng hoa tươi cười đã cho tôi một ngày tươi mới đã biết bao. Rồi đến thăm người thân quen và người chưa quen ở nơi nơi. Những ánh mắt gợi lên biết bao vui buồn vẫn như còn trong tôi và điều
chưa nói để thiết tha. Dành cho tôi một vài giây phút nao lòng, buồn cho những cuộc đời chưa vui. Người vẫn thế nào ai lo hết cho ai, cười lên thôi và đón ngày vui rồi sẽ tới. Xin chào phố phường quen, chào những con đường đã theo tôi cùng bao buồn vui cùng cười lớn. Xin chào nơi quán quen, sáng nay đâu rồi có bao người bạn bè thân mến mình đã quen. Xin chào cô hàng bao ở ngã tư đường, chú sẽ ôm nụ cười thân quen rồi đi vắng. Vẫn là em sáng nay răng hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đã biết bao. Chào nơi quán quen, mỗi sớm tôi ngồi có ba người bạn bè thân mến vừa mới quen. Xin chào cô hàng bao ở ngã tư đường, chú sẽ ôm nụ cười thân quen đầu con phố. Xin chào em sáng nay răng hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đã biết bao. Vẫn là em sáng nay răng hoa tươi cười, đã cho tôi một ngày tươi mới đã biết bao. Sau nhìn lên thấy em dạ vờ vu vơ, ngắm dáng em những lúc em cười, bước bước nhanh hòa vào chốn đông người. Này anh hỡi, tôi sao lại theo ngại ngùng chi anh, hãy sát lại gần em, phải chăng muốn làm quen thì hãy nói với em. Sáng sớm nay dạo bước phía sau ở trước có bao nhiêu chàng nhìn theo em vui tươi hồn nhiên trong chiếc áo dài. Gió khẽ hôn làn tóc, thiết tha tà áo uốn quanh dáng ngọc đẹp biết bao trên con đường em đi. Dù bất cứ là ở đâu, tà áo Việt Nam vẫn luôn nổi bật. Vì có cái đuôi thân thờ theo sau, bóng dáng ai ở cuối hiên nhà cứ dõi theo lặng lẽ âm thầm. Dù biết chính anh đang ngờ theo sau, nhìn lên thấy em dạ vờ vu vơ, ngắm dáng em những lúc em cười, rồi bước bước nhanh hòa vào chốn đông người. Sáng sớm
duyên dáng ở cô gái kia. Chậm chững bước vào đời với hai bàn tay trắng, chỉ có những khát khao theo tôi mỗi ngày. Vòng bánh xe từng ngày, những con đường nắng cháy, chờ những giọt mưa ướt trên vai gầy. Mặc đường dài trong gai, tôi vẫn không lùi bước. Từng ngày lặng thầm trôi, dù đời kia hờ hững, lòng tôi luôn vững tin vương tới. Vào đời với hai bàn tay trắng, chỉ có những khát khao theo tôi mỗi ngày. Vòng bánh xe từng ngày, những con đường nắng cháy, chờ những giọt mưa ướt trên vai gầy. Mặc đường dài trong gai, tôi vẫn không lùi bước. Từng ngày lặng thầm trôi, dù đời kia hờ hững, lòng tôi luôn vững tin vương tới. We'll be right back.
em về đậu cây xanh, nhìn tim em về đậu tình anh hãy đàn lên cho tiếng hát em bay thật xa, cho tiếng nói yêu thương vượt qua mọi miền, mọi miền. Đàn hãy cất tiếng nói sống với yêu đời, đàn hãy nung sôi lên bao và bao năm, đàn hãy góp hết những sai đều yêu thương gửi cho người biên cương giữ quê hương hòa bình, đàn hãy góp hết những sai đều yêu thương gửi cho người biên cương giữ quê hương hòa bình, đàn hãy góp hết những sai đều yêu thương gửi cho người biên cương giữ quê hương hòa bình, đàn hãy góp hết những sai đều yêu thương gửi cho người biên cương giữ quê hương hòa bình. Hai kết hoàng hùng trang, danh lừng bạch đằng tiếng vang chỉ đằng
đồng tâm đôi sao anh hùng. Ngày xưa ai đem tài cho quê hương bao lần cuốn cỏ nhà Nam, và ta ghi trong lòng thề sinh đến cùng vì nó sống hát sông. Nhìn tương lai huy hoàng đoàn ta bước lên đàn cùng hiến ngang. Xin được cảm ơn ca sĩ Mỹ Tâm với phần biểu diễn vừa rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Một tràng tay nữa cho Mỹ Tâm. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những lời hiệu triệu đối với thanh niên ngày hôm nay. Sống vui, sống khỏe, sống có ích để góp sức xây dựng và cống hiến cho quê hương, cho đất nước qua hai ca khúc rất ý nghĩa. Hãy đàn lên, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy, và Lên đàn, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, qua phần trình bày trẻ trung sôi động của hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm. Vâng, thưa quý vị, mùa xuân đang đến với quê hương tự hào, mùa xuân đất võ kiên cường. Những ca từ đầy tự hào trong ca khúc được sáng tác mới mang chủ đề chương trình Hào khí xuân đất võ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, một người con của Bình Định, thay cho lời người trẻ Bình Định thể hiện lòng tự hào, giữ gìn, tiếp nối và phát huy truyền thống tiền nhân và khát vọng cống hiến cho quê hương trong ngày mai tươi sáng. Và kính mời quý vị thưởng thức ca khúc này qua sự phối hợp của hai quán quân Việt Nam Idol, ca sĩ Phương Vi và ca sĩ Quốc Thiên cùng tất cả các diễn viên, đặc biệt có phần đồng diễn trống trận Tây Sơn của hai dàn trống nhà hát Tuồng Đào Tấn và Bảo tàng Quang Trung. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Mùa xuân đang đến với quê hương, tự hào mùa xuân đất võ kiên cường. Mùa xuân đang đến với quê hương, tự hào mùa xuân đất võ kiên cường. Nắng xuân đang dâng tràn, long lanh như những giọt sương, lấp lánh xanh bóng dừa, đông đưa câu hát mẹ ru. Mùa xuân đang đến với quê hương, tự hào mùa xuân đất võ kiên cường. Mùa xuân đang đến với quê hương, tự hào mùa xuân đất võ kiên cường. Còn nhớ những tháng năm anh hùng đoàn quân thần tốc Quang Trung, còn nhớ những tháng năm tự hào làm sao quên đại thắng mùa xuân.
Mùa xuân đang đến với quê hương, tự hào mùa xuân đất võ kiên cường. Mùa xuân đang đến với quê hương, tự hào mùa xuân đất võ kiên cường. Mùa xuân đang đến với quê hương, tự hào mùa xuân đất võ kiên cường. Mùa xuân đang đến với quê hương, tự hào mùa xuân đất võ kiên cường. Nắng xuân đang sân tràn long lanh như những giọt sương, lấp lánh xanh bóng dừa đông đưa câu hát mẹ ru. Mùa xuân đang đến với quê hương, tự hào mùa xuân đất võ kiên cường. Mùa xuân đang đến với quê hương, tự hào mùa xuân đất võ kiên cường. Còn nhớ những tháng năm anh hùng, đoàn quân thần tốc quang trung. Còn nhớ những tháng năm tự hào, làm sao quên đại thắng mùa xuân. Mùa xuân đang đến với quê hương, tự hào mùa xuân đất võ kiên cường. Mùa xuân đang đến với quê hương, tự hào mùa xuân đất võ kiên cường. Mùa xuân đang đến với quê hương, tự hào mùa xuân đất võ kiên cường. Mùa xuân đang đến với quê hương, tự hào mùa xuân đất võ kiên cường. Kính thưa quý vị, ca khúc Hào khí xuân đất võ đã khép lại chương trình nghệ thuật Khát vọng trẻ lần thứ 9 ngày hôm nay. Kịch bản Tâu đạo diễn chương trình Nguyễn Thái Huân, và xin phép thay mặt cho ban tổ chức xin gửi cảm ơn đến từng ekip thực hiện chương trình, các ca sĩ, các diễn viên, các nhà tài trợ đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Và xin trân trọng kính mời các thành viên thực hiện chương trình cùng bước lên sân khấu để nhận những bó hoa tươi thắm từ ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại diện ban tổ chức lên sân khấu để trao hoa cho đạo diễn, các ca sĩ, nghệ sĩ và ekip thực hiện chương trình. Một lần nữa xin kính mời toàn bộ các ekip thực hiện chương trình, đạo diễn, ca sĩ,